Hello nha anh em. Nè, phép điểm tin nhanh qua các xe có tại cửa hàng để anh em mình tham khảo nha anh em. Thì cái lượng xe cũng như hôm qua lấy chim rồi anh em ơi, chúng mạch vậy thôi. Chủ yếu là điểm qua để có video để lấy tương tác nha anh em. Giá ghi đầy đủ trên yên anh em ơi. Còn mấy xe mới về GT, GTX gì ở đẳng chưa có rửa kịp á nè. Nha. Thằng này 69 triệu nha. Này ABS. Đời 2020. Còn mấy cái này giá trên điện ha. Cái WinX này mới về nha nè. WinX này mới 100% á. Xe này chưa có nổ máy. Ổ khóa smart key. ABS nha. Cái ổ cái chìa để trong rồi. Còn mấy cái này thì như mọi khi vậy em ha. Xì bo một càng, Rujan, xe chia một càng, custom 50, 84 Mate. Anh em quan tâm hay cần thêm hình gì đó thì cứ inbox bên em để em gửi Zalo cho coi. Tại vì anh em biết không, hình ảnh này kia là trong máy có sẵn hết ha. Anh em cần là bắn qua xem thôi. Quay đầu đỏ này còn rất là mới nha anh em, chạy mấy ngàn cây đầy đủ phụ tùng. NVX chạy 1.000 cây nha anh em, hơi bị hiếm đấy. TNT chập 25 của hàng hãng Benelli. MX King. Giá trên đi luôn nha nè. Xích màu xanh. Xích 306. Rim hồng. Tem lửa. Tem lửa này giá rẻ quá, chưa ai bợ không. Trăm mười chín chín nha em. Anh pha cộng màu cầu khô quá, màu hơi bị ác. Jupiter V ha, xe còn rất là chất luôn. 25 triệu. Hai lẻ tư lốc đen, 202 lốc đen luôn. Mấy chiếc này có lên clip hết rồi. ZX Subet giá cho nên luôn các đồng chí. Bữa nay thứ bảy cuối tuần, chúc anh em mình vui vẻ ha. Cuối tuần vui vẻ. 135-27 triệu. Cơ đùm này 28 triệu. Xe này hôm qua có quay rồi, máy rất chắc luôn. Rồi, dưới này cắt dòng quay. ZX Alpha quay S. Cái nhanh vàng là quay thái, cái kia là quay gỡ tiếp vỏ còn luôn á nè.
quy sành ha, Vario 125. Vario 125 là 44 triệu nha nè. Xe chạy 3.000 rất mới luôn. Quy sành là 30 năm. Xe chạy 3.000 cây, đời 2020 ổn mắc hay. Còn hai này AB nha. Con này chạy mới 12.000. Con này chạy cũng rất ít luôn, hai mấy ngày vậy đó. Rồi quan tâm xe nào thì liên hệ nhân viên bên em dùm nha anh em ơi.